Dự đoán tỷ số Argentina vs Pháp, khó có mưa bàn thắng. Dự đoán tỷ số Argentina vs Pháp, chung kết World Cup 2022, 22 giờ ngày 18 tháng 12, chính xác trên báo Giao thông. Argentina và Pháp đều đã thể hiện được sức mạnh tại bán kết khi vượt qua Croatia và Maroc bằng thế trận chắc chắn, hiệu quả. Với tính chất của một trận chung kết, nhiều khả năng hai đội sẽ tiếp tục chơi chặt chẽ thay vì đôi công. Nếu kịch bản này xảy ra, trận chung kết sẽ có ít bàn thắng. Không loại trừ việc hai đội giằng co nhau suốt 90 phút và một khoảnh khắc thiên tài nào đó sẽ định đoạt trận đấu. Đôi bên đều có những cầu thủ mang phẩm chất như thế, phía Argentina là Messi, Alvarez, còn phía Pháp là Mbappe hay Griezmann. Đội tuyển Pháp có lực lượng đồng đều hơn nhưng một số cầu thủ của họ đang gặp vấn đề sức khỏe nên khó đạt thể trạng tốt nhất. Việc mất những cầu thủ đánh chặn xuất sắc như Kanté, Pogba cũng hứa hẹn sẽ khiến Pháp gặp khó khăn trong nỗ lực ngăn Messi tỏa sáng. Dự đoán tỷ số Argentina vs Pháp 1-0. Đội hình dự kiến: Argentina: A. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Zepon, Fernandez, McAllister, Di Maria, Messi, Alvarez. Pháp: Lloris, Caudi, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.